chào mừng các bạn đã đến với chế độ của Bảo Ren, đẹp trai, thanh lịch, vô địch cấp vũ trụ anh em. Thì ngày hôm nay anh em của tụi mình sẽ tiếp tục series đi tìm kho báu từ những chiếc thùng rác các bạn ơi. Đây mình cho các bạn xem, ở trước mặt của mình đó là mình thấy hai cái thùng rác khá là đầy rồi anh em. Thì bây giờ ở mình cùng với Dũng Huy và Lâm Matula. Ok anh em, thì ngày hôm nay trời nó bớt nắng rồi cho nên là anh em của tụi mình sẽ đi nhặt nó đơn giản hơn. Rồi bây giờ anh em của tụi mình sẽ lên đường nha anh em ơi. Rồi đi tới thùng rác đó xem coi có gì không. Đây các bạn ơi, hai cái thùng rác này mình thấy thì nó có vẻ nó khá là đại. Ui, nó có cái cây này khá là hay nè anh em. Nhìn cây giới vậy. Nhưng mà cái cây này nó giống kiểu nó là cái cây để thông cống á. Ừ, như vậy sao giờ anh em ơi. Nhìn ok. Giờ mình nhìn ui, tùm lum thứ ở trong đây hết anh em ơi. Ồ, khá là dơ thiệt luôn á anh em ơi. Ôi ê, đây ê các bạn ơi, đây là con Pokemon mà thời tuổi thơ của anh em của tụi mình rất là khoái rồi anh em, nhưng mà nó khá là dơ là các bạn nhìn này thấy không? Tuổi thơ của mày lắm, cho em đi. Con này là hồi đó mình mua 20.000. Cái gì vậy? Một trái cầu lông. Nhà trái cầu lông đâu vậy? Ở đây người ta hay đánh cầu lông anh em nè, giữ này. Như là cái gì vậy? Con keo. Từ keo năm này hai con không vậy? Còn luôn. Còn không? Sao trước này người ta khuấy chục nguồn keo 502 hả? Hôm bữa mình cũng được một chai keo 502 anh em. Nhưng mà hình như cái này nó còn xíu à. Cái gì đây? Cái này là cái nắp đựng kem anh em ơi. Đây, chai Sting còn này. Rồi, chai Sting, thôi, đi mồi. Chai Sting ta uống cây. Cho em uống. Ủa, khủng quá. Bỏ ra các bạn. Ôi, cho em đi, để đây để em uống. Rồi, em bị khùng quá. Rồi, cho thằng Dũng khùng luôn các bạn ơi. Rồi, ok anh em, ở đây đồ ăn, nước uống khá là nhiều quá mà nó nhớt nhát quá, dơ quá. Từ từ, mình mở mấy cái bên khe đây coi. Khá rồi đấy. Khá rồi anh em ơi, qua thử bên đây coi. Ok anh em ơi, thùng ở bên đây thì nó dọn cây rồi anh em. Mình nhìn vô cái mình thấy rõ hết trơn luôn. Đồ ăn, nước uống với là dọn cây thôi, không có gì hết trơn. Lấy trái bắp không? Thôi ghê quá. Mình đùa bạn. Thôi đi chỗ khác thôi anh em. Vậy là mới vô là mình có mấy cái đấy. Mà giữ đi. Về xài được đấy. Ui. Cái con emoji nè anh em ơi, con emoji nè. Hồi trước hot con này lắm mà giờ chắc hết hot rồi, người ta bỏ hay sao đấy. Giờ cần hot hơn đấy, em thấy. Mò tiếp đi. Kiểu trời. Rồi chứ hết rồi. Như thế rồi đấy. Trời ơi. Con ơi xem ơi. Hết rồi anh em ơi, cỏ không mà anh em ơi. Thôi đi, giờ mình thấy kêu cỏ không có quá trời đồ. Mình tính đi rồi mà không ngờ có đồ. Hôm nay lượm được vải nhiều đồ luôn, coi thùng này coi. Cái gì vậy? Cái thùng này không gì hết, có cái cây rồi anh em ơi. Nhấc cây lên cho cháu bạn xem ơi, nó giống như cái chổi anh em. Mình đi đâu vòng vòng á, mình cũng thấy là hai cái thùng cũ anh em. Hai cái thùng này lúc nào nó cũng có rác hết á. Nhưng mà bây giờ nó ấy quá, ghê quá. Mấy cái rác này người ta ăn á anh em ơi. Từ từ coi xem có gì không. Mò thử coi anh em. Mò thử coi. Nó hơi hôi tại vì có đồ ăn á anh em ơi. Đâu để xem dữ coi. Cây bưởi không. Ôi, đây toàn là đồ ăn người ta vứt mà đóng lại. Ghê quá. Mình nghĩ công viên phải đầu tư thêm mấy cái bọc đen á. Cái này nó khóa rồi anh em ơi. Còn cái này sao? Đấy, em thấy có đồ chơi nha. Đâu? Gì đồ vậy? Chơi đây. Cái gì vậy? Đồ nướng. Cái vị nướng anh em ơi, mình để cây đây đi. Cái vị nướng đây. Quần vợt. Cái vị nướng anh em. Có con emoji này. Miếng cá. Rồi. Mò tiếp rồi, có gì không anh em? Ấy cái gì nữa anh em? Cái gì nữa? Cái đèn này. Đèn nữa. Ôi. Mở được đấy. Thôi lấy này đi. Cái gì vậy? Ống hút. Ống hút bằng sắt. Cái ống hút bằng sắt á. Cái này cũng là gậy như ý của tổ không á. Ấy. Logo anh em ơi. Cái đồ xếp hình nè. Dũng cái nãy vậy. Dũng cái nãy luôn. Xếp coi đó được không? Xếp được không? Thử ai? Thử lấy rồi xếp được không? Nó vừa dơ. Ý vừa đấy. Vừa. Vừa anh em. Phải xinh. Kiểu mấy đứa con nít đó, nó phá, trời ơi, nó phá, nó vứt luôn. Ok, tìm tiếp ạ. Ủa đâu cái muỗng trong đây vậy? Đâu cái muỗng trong đây nè. Đúng rồi, ăn bữa vứt đây. Rồi, tìm tiếp anh em. Em vừa chế thành một cái đôi giày cao gót. Rồi, mò tiếp đi xem ơi, coi trong đây còn gì không. Thường thường mấy cái dưới đây nó có mấy cái hay ho không nè. Cái gì vậy? Cái gì nè anh em ơi. Đồ chơi tiếp. Thử bật coi. Hư rồi. Hư rồi sao? Hay chưa có pin hay gì đấy? Mình
trống rỗng trong này nè. À trống rỗng mà có pin đâu. Rồi còn gì không, không biết đấy rồi. Thôi được rồi bỏ rồi. Máu gì? Tỏi. Tỏi phải. Hốt có tỏi chứ. Húi tội mà nó cuốn với cái gì vậy, cái này gì mất lâu rồng xương rồng gì cái ấy. Ủa cái nhện đúng không? Ờ cái nhện hả? Cái nhện anh em ơi, cuốn với cái tỏi chi vậy? Gỡ ra. Thôi thôi đừng gỡ, đừng gỡ, đừng gỡ, đừng gỡ. Đi tâm linh quá. Má anh nghi anh. À, đúng rồi. Anh nghi cái này má cái tâm linh em nhỏ. Cái nhện nào các bạn, má cái nhện này nhìn như cái nhện nó bị quỷ ám hay sao á. Nó dùng cái tỏi để nó trấn yểm cái nhện á. Thôi cái nhện này chút nữa mình thử đem lên chùa xem như thế nào. Ê gom đồ lại đi, gom đồ lại đi, chắc đủ rồi đấy, chắc đủ rồi đấy. Má mình thấy cái nhẫn này mình thấy hoang hoang. Đủ rồi, đi. Đi. Bây giờ mình đi ra chỗ kia xong rồi mình xem mấy cái món đồ từ sáng giờ. Má mình thấy cái này hơi hoang mang thiệt luôn anh em, tại vì anh em của tụi mình cũng hay chơi tâm linh á. Đây là cái chén nè anh em ơi. Rồi đây là cái muỗng nè anh em, mang ra đi anh. Rồi đây cái dao. Rồi, đây dao, má dao này nguy hiểm nha. Dao này nguy hiểm nha anh em ơi. Dao này đừng có đụng vô. Ok. Đây, chai nước. Để đây. Chai nước của Quỷ Dũng nè. Wow, vậy là ngày hôm nay á anh em của mình lượm nhặt được khá nhiều đúng không anh em ơi? Anh đủ không ạ? Đó, nhưng mà quan trọng là cái này đó bạn. Sao? Cũng kiểu liên quan ma quỷ. Ừ. Mình thấy mình cũng thấy hoang mang thì tôi anh em sao, nó giống nó sao ở dưới nó vàng vậy, mà trên nó đen rồi. Gì? Anh không biết nữa, giống kiểu nhìn cổ hay sao á. Liên quan đến ma quỷ mà em nghĩ vậy thôi. Này giống nhìn cổ nha anh em nha. Nhìn nhìn gớm vậy. Mình đâu dám đeo vô đâu các bạn, tại vì mình đeo vô mình nghi nữa có chuyện gì á. Cho nên là hở cái nhẫn này chắc là mình về. Cái nhẫn này thì anh mình phải về, mình lên trên chùa mình hỏi thử xem coi là nó có vòng theo hay là nó có tâm linh như thế nào anh em ơi. Nè. Khá là ghê luôn đó anh em. Thôi ha. Rồi nhặt được cái nhẫn này thôi mình hoang mang rồi. Vậy thôi. Thì ngày hôm nay mình kiếm được mỡ này anh em. Đấy, xong rồi mình mang giờ xem như thế nào. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem qua video của anh em của tụi mình. Đó, nếu mà anh em mà thấy có cái chuyện gì đó nó không bất ổn ấy thì mọi người comment phía dưới nha. Và nhớ like và đăng ký cho anh em của tụi mình. Có nhận nhiều quá rồi. Có nhiều quá. Thôi. Có dục biến bẹo. Thôi, dục chí, cầm về thôi. Thôi, bye bye mọi người.